Xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Co68 và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video hướng dẫn các bạn tối ưu hóa lợi nhuận khi chơi Axie Infinity. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu nha. Ok, trước khi bắt đầu video thì nếu như bạn nào mà đang xem video vẫn còn chưa tham gia group 68 Gaming ở trên Telegram á thì các bạn hãy bấm vào hai cái link ở trên màn hình để tham gia group Telegram của tụi mình 68 Gaming nha. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu video để hướng dẫn các bạn làm sao mà khi chúng ta chơi Axie Infinity thì chúng ta sẽ kiếm được tối ưu hóa lợi nhuận là SLB trong game này. Cho những bạn nào mà chưa biết SLB là gì hay là chúng ta sẽ kiếm tiền từ game Axie bằng cách nào á, thì mình đã làm một video về việc này rồi, về cái việc mà làm sao để kiếm tiền trong game Axie rồi. Các bạn hãy xem lại ở đâu đó nút này hoặc là nút này, các bạn xem lại video đó trước khi coi tiếp video ngày hôm nay nha. Rồi ok, vậy thì giao diện rất là quen thuộc, mình đã show ở video trước. Thì đây là giao diện của game Axie Infinity. Thì mình sẽ cho các bạn chiến lược theo trong vòng 1 tháng. Rồi mình sẽ nốt lại ra đây để mọi người theo dõi cho nó dễ ha. Rồi chiến lược đầu tiên là tầm 15 ngày đầu. 15 ngày đầu hay mình viết tắt là tầm 2 tuần đầu đi ha. Rồi 2 tuần đầu tiên này thì khi mà các bạn mới tham gia Axie Infinity á, thì các bạn hãy dùng hết 20 energy này. Đây, tức là mỗi người mỗi ngày sẽ có 20 energy để đánh adventure là PvE hoặc là đánh arena là PvP, đánh với những team khác. Thì chiến lược đó là các bạn hãy dùng hết 20 energy này chỉ để chơi adventure, tức là chỉ để chơi PvE, đánh với máy mà thôi. Đây, đây là cái giao diện của cái map, khi mà mình đánh với máy nó sẽ hiện ra như thế này. Thì ok, mình sẽ note lại nha. Dùng hết 20 E ở đây, tức là energy, tức là năng lượng, đánh với máy, tức là đánh PvE. Ok, mình sẽ gọi là PvE là đánh với máy, còn PvP là sẽ đánh với người nha. Ok, tại sao chúng ta nên dùng hết 20 energy này để đánh với máy? Thứ nhất, đó là khi các bạn đang ở level thấp, tức là các bạn bấm vào chữ Adventure này nè, nó sẽ hiện ra cái level thú của các bạn. Ví dụ ở đây mình đang là level 11 và mình đang chơi đến rune, tức là đến vòng 11. Hay là các bạn có thể xem trong phần Axie ở đây. Đó, các bạn thấy từng con thú của mình đang ở level bao nhiêu. Ví dụ con Plant này của mình đang ở level 11. Và khi chúng ta bấm vào View Details thì chúng ta sẽ thấy là level 11 của mình, cái thanh màu xanh dương á, đó là thanh experience, tức là mình chưa có full experience của level 11. Đó, thì các bạn có thể thấy là cái experience, kinh nghiệm của mình có full hay là chưa và level của mình đang ở mức nào. Thì khi mà chúng ta mới chơi, thú của chúng ta, pet của chúng ta đang ở level khoảng 1, 2 hoặc là 3, 4 gì đấy, thì mình khuyên đó là các bạn hãy nên đánh adventure. Thứ nhất, đánh PvE á, nó rất là dễ. Những cái vòng đầu tiên này nè, nó rất là dễ. Và PvE khi bị thua thì bạn sẽ không bị trừ energy. Các bạn nhớ video trước mình nói không? Đó là đánh với máy thua là sẽ không bị trừ energy. Còn đánh với người, tức là đánh arena này nè, đó, thua là sẽ bị trừ energy nha. Cho nên nếu như mà các bạn dùng cả 20 energy này đánh với người trong khi level của các bạn còn đang thấp, hoặc là các bạn chia ra 50-50, 10 energy đánh với máy, 10 energy đánh với người, thì tỷ lệ thua arena của các bạn cũng sẽ rất là cao. Bởi vì khi đó level của bạn thấp, bạn chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn đánh với arena, bạn thua, bạn mất energy, nó rất là phí đúng không? Đó, cho nên là bạn hãy dùng hết 20 energy này đánh adventure, là đánh với máy. Thì nếu như ví dụ nè, đây ví dụ rune 1 thì nó rất là quen thuộc luôn, là nó sẽ chỉ có một cái con đối thủ, cái con mà hình như cục đậu mà có cái mắt á, mình gọi là con bin, là con đậu. Cái con này nó sẽ có những chiêu thức nào, rồi nó sẽ đánh với mình như thế nào, các bạn chơi vài vòng là các bạn sẽ biết. Đến rune 2 thì mình sẽ có thêm một con là con có cái chồi non ở trên đầu. Rồi đến vòng số 3, rune số 3, mình sẽ có thêm một con mình gọi là con cạp, bởi vì nó có cái hàm răng rất là to và nó, cái chiêu thức của mình là nó cạp mình. Rồi đến vòng thứ 4, ví dụ mình sẽ có thêm một con lu, mình sẽ gọi cái con ở giữa này là con lu, nó có những chiêu thức gì. Hay là đến với những vòng cao hơn, nó sẽ có thêm một con mập. Đó, các bạn thấy cái con mà hình đá, mình gọi nó là con mập bởi vì nó rất là to và nó đấm rất là đau nữa. Đó, thì các bạn cứ chơi dần qua các rune, các bạn sẽ lặp đi lặp lại những con tướng này và các bạn biết máu của nó là bao nhiêu, chiêu của nó như thế nào, cái điểm mạnh điểm yếu của đối thủ để mình thắng. Và mình thắng rất là dễ bởi vì mình đã gặp những con đó rồi.
Đó, cho nên là lợi điểm của các bạn khi mà chơi BVE đó là các bạn vừa có SLB nhá, thắng là sẽ được SLB nha, thua là sẽ không bị trừ energy nè. Đó, rồi đánh với máy thì nó sẽ dễ hơn. Và một điểm rất quan trọng nha, đó là khi mà các bạn đánh BVE, đánh với máy á, thì cái thanh, đây nè, đâu rồi, cái thanh experience này của các bạn sẽ tăng. Tức là bạn sẽ cày được level của mình. Là nếu, ví dụ như là mình đang ở level 4 đi, thì mình cứ đánh với máy, đánh đi đánh lại, thì cái thanh experience màu xanh của mình nó sẽ tăng. Và mình tăng level rất là nhanh. Khi mà full experience của level 11 rồi, nó sẽ tự động nó chuyển mình sang level 12. Và có một cái tips nữa, khi mà các bạn ở level đang thấp đi, ví dụ mình chơi đến rune số 7 trong khi level của mình đang ở level 5 hoặc là 6 hoặc là 7 chẳng hạn, thì sau khi mà hình thành rune 7 xong, mình sang đến rune 8 á, và level của mình vẫn đang ở dưới mức tầm 7 á, thì mình đánh, phải nói là hôm đó mình đã thử rồi, mình đánh 4-5 trận nhưng mà mình vẫn không thể qua được cái rune số 8 mặc dù là đánh với máy. Thì lý do đó là bởi vì level của mình đang thấp. Thì một cái tips đó là các bạn hãy cày đi cày lại những cái rune đầu tiên. Ví dụ như rune này hoặc là rune này, các bạn có thể cày đi cày lại rune 4-5-6 để các bạn gain được experience và gain được level. Sau khi mà level các bạn cao rồi á, các bạn đánh tiếp những cái rune đằng sau á, nó sẽ rất là dễ qua. Đó, thì đó cho nên là một cái tips dành cho các bạn. Rồi, vậy thì mình sẽ chốt lại ha. Đó là mình sẽ dùng hết 20 energy để đánh BVE, tức là sẽ đánh với máy. Các bạn nên nhớ là nó cũng sẽ giúp cho các bạn trong cái phần daily quest nhớ nha. Đây, daily quest, mình sẽ check in một cái nè. Đầu tiên là mình sẽ check in, sau đó là mình sẽ win được 10 trận adventure mode, sau đó mình sẽ win 5 trận arena. Thì khi các bạn dùng 20 energy này, các bạn đánh với mode là adventure á, thì các bạn win được 10 level. Sau khi win được 10 level xong mà vẫn còn dư energy thì các bạn cũng đừng nên đánh arena mà cứ đánh tiếp adventure cho mình. Cứ đánh tiếp adventure đến khi nào mà hết energy của ngày hôm đó, xong rồi hết cái số lượng maximum SLB là 100 SLB của ngày hôm đó là ok. Tức là bạn dùng hết 20 energy để bạn đánh hết với máy, bạn sẽ gain được 100 SLB. Sau đó bạn sẽ qua phần quest này, bạn tick được cái ô thứ hai này là bạn đã win được 10 trận adventure. Sau đó khi mà hết energy rồi, tức là cái thanh này của bạn đây là 0/20, thì bạn vẫn có thể tiếp tục đánh với arena nha. Lưu ý là hết energy vẫn có thể đánh được với arena, và bạn win 5 trận arena, sau đó bạn sẽ tích được cái này, tức là bạn sẽ gain được 50 SLB nữa, là một ngày bạn kiếm được 150 SLB. Đó, cho những bạn level thấp thì một ngày chúng ta sẽ kiếm 150 SLB. Rồi kiếm được 150 SLB và chúng ta sẽ đánh để chúng ta gain level và experience. Rồi, lưu ý là sau khi mà hết energy rồi mà các bạn đánh arena, các bạn sẽ không được SLB nha. Đó, lưu ý có energy mới được đánh arena gain được SLB, còn không có energy vẫn đánh được nhưng mà không có SLB thưởng. Rồi, rồi tiếp theo nha. Rồi tiếp đến phase số 2, mình sẽ gọi phase này là khoảng từ 10 đến 15 ngày sau hoặc là 1 đến 2 tuần sau đó, 1 đến 2 tuần sau đó ha. Thì bạn sẽ chia 20 energy này ra. Bạn sẽ chia ra khoảng 10 energy chúng ta sẽ đánh với BVB, tức là đánh arena, cộng cho 10 energy chúng ta sẽ đánh với máy là BVE. Tại sao? Thì khi mà các bạn cày map á, thì chúng ta sẽ được SLB đúng không? Mục đích của chúng ta là có được SLB càng nhiều càng tốt đúng không? Thì lúc mà các bạn đang ở phase đầu á, tức là các bạn đang ở level thấp, thì nếu như các bạn win, ví dụ win map rune 2 đi hoặc là rune 3 này, nó sẽ chỉ trả cho các bạn 1 đến 2 SLB cho một trận thắng thôi. Khi mà các bạn cày đến rune 7 hoặc là rune 8 đi, thì nó sẽ trả cho các bạn khoảng 5 đến 6 SLB một trận thắng chẳng hạn. Đó, thì tức là rune càng cao và level càng cao thì cái số lượng SLB win khi mà mình thắng một trận á, nó sẽ cao hơn. Lát nữa mình sẽ cho các bạn một cái table để các bạn dễ hình dung hơn về cái số lượng SLB sau khi mà mình win ha. Đó, thì cái map này nó đang có 36 level, 36 cái rune, thì mình đã clear được 10 trên 36 rồi, mình còn 26 cái nữa. Thì đó, ok, thì khi mà các bạn lên rune càng cao, level càng cao, thì cái việc mà các bạn dành thời gian ra để các bạn có được 100 SLB cày map á, nó sẽ rất là nhanh. Hồi phase 1, các bạn có thể dành ra khoảng 3 đến 4 tiếng mới xong được 100 SLB một ngày. Nhưng mà khi bây giờ các bạn đã lên level cao rồi, khoảng từ level từ mình cho là từ 11 đến 15 đi, từ level 11 đến 15 và rune đang ở cao á, thì các bạn chỉ cần 1 đến 2 tiếng để xong được 100 SLB thôi. Thời gian nó sẽ rút ngắn lại, các bạn hiểu ý mình không? Đó, thời gian các bạn gain 100 SLB nó sẽ rút ngắn lại. Rồi,
Sau với lại thêm một điểm nữa là khi các bạn đã ở level cao rồi, các bạn sẽ biết được cái cách dùng chiêu thức, dùng combo ha, dùng combo skill. Tức là sao? Mình lấy ví dụ như con Axie, con Beast này của mình ha. Rồi con Beast này của mình view detail, nó sẽ có bốn cái skill này. Một cái là nút crack, nút throw, một cái strike, sấm sét và một cái mũi tên. Thì khi mà các bạn biết cách kết hợp combo, ví dụ ở đây là combo nút crack và nút throw này, thì cái lượng dam, tức là cái lượng mà nó tấn công đối thủ á, thì phần trăm máu mà nó tấn công sẽ tăng lên. Ví dụ như các bạn có thể đọc được cái dòng chữ nhỏ nhỏ bên dưới ha, đó là nó sẽ tăng 120% dam nếu như mà nó kết hợp được với combo nút crack đó. Thì mình sẽ kết hợp nút crack với lại nút throw để mình tăng dam lên. Đó là cái combo cơ bản. Đó thì tương tự như vậy, các bạn có thể đọc những con Axie mà của các bạn đang sở hữu, ví dụ như Complain, là bốn cái card của nó là có những chiêu gì và có những combo kết hợp như thế nào. Hoặc là đây nè, đó, ví dụ cái vegetable buy này nó sẽ kêu là steal một energy khi mà combo với another card, là nó sẽ steal một energy khi bạn dùng lá này với một lá bất kỳ đó. Hoặc là con beast đó, hoặc là con chim đó, nó có những cái combo skill nào thì các bạn có thể kiểu cứ chơi dần dần quen thôi, các bạn sẽ đọc. Và lưu ý ha, tức là các bạn không nhất thiết phải follow đúng 100% theo cái plan này. Tức là 15 ngày đầu các bạn, ví dụ đối với một số người thì 15 ngày các bạn mới gain được level khoảng từ 11 đến 15, nhưng mà có một số người chơi được khoảng từ 4 đến 5 ngày thôi là họ đã gain được level 14, 15 rồi đó. Cho nên là tùy vào mỗi người chơi, và khi mà các bạn cảm thấy level các bạn đủ cao và các bạn đủ kinh nghiệm để đánh rồi á, thì các bạn cứ chuyển sang phase tiếp theo, không sao cả, không nhất thiết phải follow đúng 100%, mà thời gian nó sẽ tùy thuộc vào các bạn và trình độ chơi game của các bạn nữa. Cho nên tất cả những cái gì mình nói nó chỉ là tham khảo thôi ha. Ok, tiếp theo đó là phase số 3. Phase số 3 này mình có thể đánh mình là 1 đến 2 tuần sau. Nói chung là thời gian thì sẽ rất là linh động và tùy level và nói chung là cái cách chơi của các bạn nữa. Thì các bạn nên dành hết 20 trên 20 energy này, các bạn chỉ đánh PvP thôi. Đó, các bạn chỉ đánh PvP thôi. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này khi mà đánh arena á, thì cái tỷ lệ thắng của bạn đã cao hơn rồi. Tức là bạn đã có level, có rank, có experience, bạn biết dùng combo, bạn tiếp xúc đủ nhiều với những con tướng, những con đối thủ. Các bạn biết gọi là ví dụ như chiêu của nó là gì, điểm mạnh, điểm yếu của nó như thế nào, thứ tự đánh như thế nào, tất cả mọi thứ. Thì lúc này các bạn hoàn toàn có thể dùng 20 energy để các bạn chỉ đánh PvP mà thôi. Thêm một cái nữa là các bạn có thể đặt một cái so sánh nhỏ ở đây. Rồi, một cái so sánh hai trường hợp ha. Trường hợp 1, rồi mình sẽ đánh trường hợp 1. Đó là khi các bạn đang ở level thấp. Rồi, các bạn đang ở level thấp, các bạn dùng hết 20 energy này, các bạn chỉ đánh PvP thôi. Đó, cái tức là các bạn chỉ đánh arena thôi. Ví dụ như các bạn đánh 20 energy, tức là sẽ đánh được 20 trận đúng không? Để gain được SLB thì đánh 20 trận, dùng 20 energy để đánh 20 trận mà các bạn chỉ win 15 trận thôi, win 15 trận thôi là cũng giỏi lắm rồi đó. Win 15 trận mà do rank của các bạn đang thấp và level của các bạn đang thấp, cho nên cái SLB các bạn gain á, chỉ khoảng từ mình nghĩ là khoảng từ 2 đến 3 SLB một trận win thôi. Thì tính ra một ngày, ví dụ như cho 3 SLB đi, thì các bạn sẽ được 3 nhân cho 15 bằng 45 SLB đúng không? Vậy thì 20 energy các bạn dành ra chỉ gain được 45 SLB thôi. Đó. Mà các bạn lưu ý nha, đó là nếu như các bạn gain được thắng được 15 trận, tức là coi như cái bước số 3 này là win 5 arena match đã được hoàn thành rồi đúng không? Và các bạn còn phải dùng thời gian của mình để complete 10 adventure mode nữa, cho nên nó sẽ rất là mất thời gian. Và đặc biệt khi mà các bạn chơi mode mà rank của các bạn đang thấp á, thì mỗi cái ải này nó cũng sẽ chỉ được 2 đến 3 SLB thôi. Mà 2 đến 3 SLB, cho là 3 đến 4 SLB đi, thì 100 SLB chia 4 các bạn cũng phải thắng được vài chục, phải chơi vài chục ván BVE các bạn mới gain được 100 SLB một ngày. Đó. Cho nên cái này nó sẽ rất là mất thời gian, theo mình nghĩ là nó sẽ mất thời gian của các bạn, và maybe là nó sẽ không hiệu quả cho những người đang ở rank thấp, những người mới chơi. Rồi mình sẽ so sánh case số 2. Case số 2 đó là khi các bạn dùng hết 20 energy này,
để các bạn chỉ chơi BVE thôi. Các bạn chỉ chơi BVE thôi là như lúc nãy mình đã phân tích, là các bạn sẽ cày level, cày rank, cày experience cho đến khi mà các bạn sẽ được khoảng 5 đến 10 SLB một trận thắng. Đó, BVE thì thời gian các bạn bỏ ra để gain được 100 SLB á, nó sẽ rút ngắn đi. Các bạn sẽ chỉ cần chơi khoảng từ 10 đến 20 trận là xong. Và thời gian nó sẽ chỉ, mình nghĩ khoảng 1 đến 2 tiếng là xong. Đó, nó sẽ rút ngắn được cho các bạn rất là nhiều. Và sau khi hết energy rồi thì chơi BVB. Đó, thì sẽ chơi BVB. Sorry, BVB, tức là chơi arena á, để làm daily quest. Tức là sẽ không phải để gain SLB mà là để làm daily quest để... Ok, làm daily quest xong sẽ được 50 SLB. Đó, thì theo mình đây là cái các bạn có thể tự so sánh, và mình nghĩ là case số 2 á, nó sẽ hiệu quả và nó sẽ làm đỡ mất thời gian của các bạn hơn. Thực ra nó sẽ làm mất thời gian của các bạn trong thời gian đầu, nhưng mà khoảng từ 3 đến 4 ngày sau á, nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Bởi vì khi các bạn ở level cao, các bạn đánh nó dễ lắm, đánh nó nhanh lắm. Ok, rồi mình sẽ đi tiếp qua một cái phần tiếp theo nha. Ok, phần tiếp theo thì mình sẽ cho các bạn 3 cái tips nhỏ. Sorry mọi người, trời đang mưa cho nên nó sẽ có tiếng hạt mưa một xíu. Rồi, 3 cái tips nhỏ ha. Cái tips thứ nhất, khi mà các bạn đánh adventure, tức là đánh với máy á, thì chúng ta có thể đánh đi đánh lại ở một rune. Cái này mình đã nói nhiều lần rồi, đánh đi đánh lại ở một rune để chúng ta gain experience và gain level. Ví dụ như, lát nữa mình sẽ cho các bạn một cái bảng để các bạn xem được là rune số mấy thì chúng ta nên farm đi farm lại để có SLB hoặc là có experience. Đó, chúng ta nên farm đi farm lại rune nào, lát nữa mình sẽ cho các bạn thấy cái bảng ha. Thì cái tip đó là cứ đánh đi đánh lại thôi. Mình có một người bạn, đó là người bạn đó mới chơi được khoảng 4 đến 5 ngày thôi, nhưng mà cứ cày đi cày lại một rune. Cho nên là cái con plan, là cái con màu xanh lá cây này của bạn này, ở level 20 lận, nó lên đến level 20 lận sau khi chỉ chơi trong một thời gian ngắn. Đó, đó là cái tip thứ nhất ha, là chúng ta hãy có thể farm đi farm lại để gain experience. Cái tip thứ hai đó là khi mà các bạn hết energy rồi á, khi mà các bạn hết energy rồi, các bạn bấm vào arena các bạn đánh, thì có một tip đó là có thể nha, các bạn hãy cố tình đánh thua, hoặc là đánh thua cũng không quá buồn. Tức là mình có thể đánh thua để nó giảm cái rank của mình xuống. Các bạn nên nhớ đối với arena á, là khi mà các bạn càng win, càng thắng thì nó sẽ lên rank cho các bạn càng cao, nó sẽ cộng rank cho bạn. Thì khi mà càng win, rank càng cao thì sẽ gặp đối thủ càng nặng ký hơn, càng khó hơn, đúng không? Đó, cho nên các bạn có thể thua arena để nó sẽ làm gì? Nó sẽ giảm rank cho mình và mình sẽ gặp đối thủ vừa sức hơn. Sau khi mà mình có energy, sau khi mà mình có energy và ngày hôm sau mình chơi arena, nó sẽ gặp đối thủ vừa sức hơn bởi vì rank của mình đã giảm rồi. Đó là một cái tips. Cái tips thứ ba đó là cái này mình chưa trải nghiệm nhưng mà mình nghe bạn mình nói. Đó là như các bạn đã biết là map này sẽ có 36 level đúng không? Khi mà các bạn đánh lên được map level thứ 21 á, level thứ 21 là đâu quanh đây nè, thì các bạn sẽ được airdrop 200 SLB. Và khi các bạn đánh được lên đến level maximum là level 36 là sẽ được airdrop 300 SLB. Thì cái này mình chưa đánh được đến level đó cho nên là mình chưa kiểm chứng được, nhưng mà mình nghe có bạn mình nói như thế, thì các bạn thử đánh xem có đúng không nha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem một cái bảng ha. Mình đã làm một cái file Excel. Ok, đây mình đã làm một cái file Excel. Cái file Excel này các bạn nhìn rõ không ta? Cái file Excel này mình đã liệt kê ra từ ngày 1 đến ngày 14. Thì các bạn chỉ dùng energy để farm BVE thôi, tức là chỉ dùng energy để đánh với máy thôi, các bạn sẽ gain được 100 SLB mỗi ngày. Và làm và hết energy thì các bạn chơi với người là BVB để ăn được cái daily quest. Là mỗi ngày từ ngày 1 đến ngày 14 các bạn sẽ có 150 SLB mỗi ngày. Tiếp theo, từ ngày 15 đến ngày 30, đây, từ ngày 15 đến ngày 30 thì nó phức tạp hơn một chút. Mình sẽ để một cái bảng như này, đây, nó sẽ hơi phức tạp hơn một chút. Đó là từ ngày 15 đến ngày 30, như mình đã nói, khi các bạn ở level cao, các bạn dùng hết 20 energy để đánh với người, là để đánh arena thôi. Giả sử như các bạn đang ở rank khoảng 1500 đi, thì cái số SLB các bạn gain được sau khi mà các bạn thắng trận arena á, là khoảng 9 SLB một trận. Thì mình coi như là các bạn gain được, dùng hết 20 energy nhá, đánh 20 trận
9 SLB một trận là 20 nhân 9 sẽ là được 180 SLB một ngày. Tuy nhiên thì tất nhiên là mình không thể nào đánh thắng hết 20 trên 20 trận arena đúng không? Cho nên là mình để tạo ra một cái tỷ lệ win. Tỷ lệ win ở đây là ví dụ như bạn 60% trong số 20 trận đó là bạn win thì SLB của bạn sẽ được 108. Tương tự như vậy, ví dụ bạn 10 trên 20 trận là bạn win thì bạn được SLB là 90. Đó, rồi sẽ có những ngày mình đánh thua đó là 40% win hay là 80% win, mình đánh xuất sắc thì cái bảng SLB này rất là random. Cái này mình chỉ làm random thôi nha, các bạn hoàn toàn có thể customize lại. Thì mình paste ở đây. Đó, khi mà chúng ta dùng hết 20 energy chúng ta đánh PVP á thì chúng ta sẽ gain được SLB ở đây. Cộng thêm với việc farm map là 100 SLB một ngày, không cần energy nha, không cần energy vẫn farm được map nha. Và sau khi mà được PVP và PVE thì mình sẽ được daily quest 50 SLB. Rồi mình sẽ tính tổng là ba cái cột này cộng lại mình sẽ ra được total SLB các bạn gain được trong một ngày là có thể lên đến 294 SLB. Cái này là quá lý tưởng rồi đúng không? Khi mà các bạn đánh giỏi thì trong vòng một tháng, nãy giờ là 2 phase đúng không? Thì là trong vòng một tháng các bạn sẽ gain được bao nhiêu, chúng ta thử tính nha. Mình sẽ lấy tổng của tất cả những cái này lại thì chúng ta sẽ gain được 6.174 SLB. Đây là trường hợp lý tưởng nha, quá lý tưởng rồi nha các bạn. Mà giá của SLB hiện tại coi như là khoảng 0.2 mấy, 0.3 thì lấy 6.174 các bạn nhân cho 0.3 thì một tháng các bạn sẽ kiếm được 1.800 gần 2.000 đô đúng không? 1.000 mấy đô, nói chung là một tháng các bạn sẽ kiếm được khoảng hơn 1.500 đô. Đó cũng là một thu nhập khá là lý tưởng đối với một số bạn đúng không? Không hề nhỏ một chút nào. Đó, thì các bạn có thể dựa vào cái bảng SLB này của mình để các bạn tạo ra một cái chiến lược chơi. Và mình cũng khuyên các bạn luôn đó là nên khi mà chơi á, thì nên tạo ra cho mình một cái bảng Excel để mình keep track, đó là mình đánh ngày 1 mình được bao nhiêu SLB, ngày 2 được bao nhiêu SLB và cuối tháng mình sẽ tổng kết lại xem được mình có bao nhiêu SLB và mình sẽ claim 2 tuần một lần, mình sẽ được claim SLB để mình bán ra một lần. Thì nên có một cái bảng để keep track tất cả mọi thứ mà mình chơi trong game. Tiếp theo sẽ là một cái mà mình đây là cái nguồn mình sưu tập từ những bên khác. Mình đọc cái bài từ bên này nè các bạn. Đó, mình đọc cái bài từ bên Levadas này, mình thấy nó viết khá là chi tiết và khá là hay. Các bạn nếu có thời gian thì có thể đọc bài này hoặc là đọc bài của Con68. Con68 cũng có một bài viết về các chiến thuật chơi Axie, các bạn có thể tìm và đọc. Thì đây là một cái bảng. Cái bạn này khi mà các bạn ở level 1 và 4 thì khi mà chơi á thì các bạn thắng sẽ được 1 SLB, ở level 5 và 9 thắng sẽ được 2 SLB. Đó, thì như lúc nãy mình đã nói là cho các bạn một cái bảng để keep track được là bao nhiêu SLB có thể gain được khi mình ở level thứ mấy thì các bạn có thể nhìn vào đây. Còn đây là các bạn còn nhớ cái tips lúc nãy của mình nói không? Là farm đi farm lại một cái rune á, farm đi farm lại một cái rune á để mình gain được experience á. Thì đây là một cái bảng mình sưu tập được. Mình cũng hình như là của bên Real Deal hay của bên nào mình cũng không rõ, nhưng mà bạn mình gửi cho mình. Thì ở rune số 3, experience của nó là 111. Thì nó note cho bạn là farm experience here, là bạn cứ đánh đi đánh lại rune số 3. Thì tương tự đến với rune số 9, experience của nó là 282. Thì bạn cứ đánh đi đánh lại. Nó có chữ repeat ở đây nè, là đánh đi đánh lại bao nhiêu lần, 4 lần, đó, bao nhiêu đó. Thì nếu như mà làm theo cái này thì mình nghĩ là level của bạn và experience của bạn tăng cũng rất là nhanh, nên các bạn có thể tham khảo ở cái hình này đây đó rồi. Ok, và tiếp theo nữa thì video này cũng hơi dài rồi, thì chắc là trong video tiếp theo ha, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là chọn Axie như thế nào, có những hệ nào của con Axie, rồi mình sẽ mua bán cài đặt game như thế nào, và mỗi con Axie thì nó sẽ có những cái đặc điểm gì, những cái chiêu thức như thế nào, tất cả mọi thứ, chiến thuật chơi làm sao để thắng, mình sẽ chia sẻ với các bạn ở video sau. Còn video này cũng hơi dài rồi cho nên mình xin phép kết thúc video tại đây ha. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã nghe từ nãy đến giờ, nghe mình nói mình rất là cảm ơn. Thì nếu như các bạn ủng hộ tụi mình thì đừng quên đó là vào hai group này. Đây, hai group của 68 Gaming sẽ có admin trả lời thắc mắc của các bạn. Và cũng đừng quên đó là cho mình một like và một subscribe để ủng hộ con 68 TV. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của con 68 nha. Bye bye.